cũng liên quan đến những thông tin về căn bệnh đậu mùa khỉ đang gây ra rất nhiều những lo ngại ở nhiều quốc gia trên thế giới thưa quý vị. Các nhóm nghiên cứu của Bỉ đã bắt đầu tiến trình giải trình tự gen của virus gây nên bệnh này và căn bệnh này phổ biến ở các nước như châu Phi nhưng nay đã bất ngờ lây lan sang các nước không có dịch bệnh như là ở châu Âu và châu Mỹ. Cho đến nay thì đã có hơn 200 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ và hơn 100 ca nghi ngờ mắc ở hơn 20 quốc gia. Theo kết quả phân tích và nghiên cứu từ Đại học Công giáo Louvain của Bỉ, nhà vi sinh vật học Emmanuel Antre cho biết virus gây bệnh đồ mùa khỉ có ADN phức tạp hơn nhiều so với virus RNA. Trong khi đó, hiện có rất ít dữ liệu chất lượng tốt về các chủng gốc để có thể so sánh và xác định xem liệu virus gây bệnh đồ mùa khỉ đã có biến thể ở châu Âu hay chưa. Cho đến nay, thì hầu hết các bộ gen của virus gây bệnh đồ mùa khỉ được phân tích đều có cùng gốc với chủng virus xuất hiện ở Tây Phi và ít độc lực hơn so với hai chủng ban đầu ở Trung Phi nhóm nghiên cứu nghi ngờ khả năng các trường hợp mắc bệnh mới được ghi nhận gần đây ở châu âu đều đến từ cùng một chủng virus dù chưa thể xác định chắc chắn